Chí chủ cần bán nhà biệt thự liền kề tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Bất động sản có tổng diện tích là 88m2, được thiết kế xây dựng là gồm có 5 tầng. Đây, hiện tại là chúng ta đang ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Ở đây là chúng ta đang nhìn ra phía bên ngoài phòng khách. Đấy, mặt đường trước nhà là mặt đường trong khu đô thị rất là lớn. Chúng ta có thể là đậu xe ô tô ở trước nhà hoặc là đỗ xe ở trong nhà luôn. Thiết kế nhà rất là trẻ trung và hiện đại. Đấy, toàn bộ tất cả các chi tiết từ cửa và ra vào đến thiết kế tường đến đèn chùm đều được là kiến trúc sư thiết kế rất là đẹp và tinh tế. Đây, toàn bộ là gạch ốp lát ở dưới tầng 1 của ngôi nhà đây đều sử dụng là gạch granite kích thước là 60-60, được lát theo phong cách mosaic rất là đẹp. Nhà ở trong khu chung cư sầm uất, đầy đủ tất cả các tiện ích từ giáo dục, y tế, chợ búa. Đây, chúng ta đang ở trong khu bếp của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là tủ bếp acrylic chống cong vênh mối mọt, hệ thống hút mùi và hệ thống bếp, hệ thống sen vòi chậu bệt, hệ thống điện đã được hoàn thiện rất là đầy đủ. Anh chị em có nhu cầu mua nhà thì có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Ở phòng 1 là ở tầng 1 là sẽ được thiết kế thêm là có một khu vệ sinh phụ. Đấy, toàn bộ bệt và sen vòi được sử dụng là hàng nhập khẩu Hàn Quốc rất là cao cấp. Thiết kế của khu liền kề thì là chúng ta sẽ có một cái sân ở phía đằng sau. Đây, sân ở đằng sau. Diện tích tương đối lớn, chúng ta có thể là trồng cây này hoặc là nuôi động vật. Đấy. Hoặc là có thể làm non bộ tiểu cảnh. Đây là toàn bộ ở phía đằng sau của ngôi nhà đây. Toàn bộ hệ thống cửa gỗ thông phòng và tay vịn lan can cầu thang đều được sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Đấy. Mặt cầu thang là bằng gỗ thịt. Sau đây tôi sẽ mời tất cả mọi người lên tham quan ở phía trên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của chúng ta thì sẽ được thiết kế là bao gồm là 2 phòng chính. Đây, phòng bên trong đó chính là phòng ngủ chính. Đấy, diện tích rất là rộng và thoáng, có cửa sổ mở ra đằng sau để lấy không khí. Toàn bộ hệ thống trần nhà là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn LED cao cấp, hệ thống đèn ngủ, hệ thống ống chờ điều hòa và hệ thống dây mạng dây internet là đã có đầy đủ. Đối với phòng ở bên ngoài đấy thì chúng ta có thể thấy đây là toàn bộ hệ thống trần nhà thạch cao, đèn led này và quạt trần đều được sử dụng là những đồ cao cấp và được bố trí rất là bài bản, đã có sẵn điều hòa cho anh chị. Và chúng ta sẽ có thêm một cái ban công ở bên ngoài này nữa để chúng ta có thể là trồng cây. Đây, như nhà bên cạnh đây. Toàn bộ những cửa để thông ra ngoài ban công là đều là sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp và chúng ta đều có sẵn rèm ở đây rồi để có thể che nắng hoặc là che lại nếu như mà cần không gian riêng tư. Ở tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế bao gồm là một nhà vệ sinh. Đấy, anh chị em có thể thấy đây là nhà vệ sinh, một toàn bộ là lavabo mặt đá, bệt nền khối và cabin phòng tắm, tất cả đều được thiết kế rất là đẹp, rất là gọn gàng, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Sau đây tôi xin mời mọi người lên tham quan ở phía trên tầng 3 của căn nhà. Tầng 3 là sẽ được thiết kế là bao gồm hai phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Đây, chúng ta có thể thấy là ở phía phòng bên trong đây, đây là phòng phía bên trong, vẫn có cửa sổ mở thoáng ra bên ngoài. Đấy, và đây là nhà vệ sinh của tầng phòng bên trong. Đấy, nhà vệ sinh thiết kế giống như ở tầng 2, cabin phòng tắm, bệt nền khối, lavabo đá. Và đây là phòng ngủ phía bên ngoài.
Đây là khu vệ sinh này. Đây là phòng ngủ bên ngoài. Chúng ta có thêm một cái ban công nhỏ ở đây nữa để có thể ra ngoài hút thuốc hoặc là hóng gió. Đây, đây là khu xung quanh này. Toàn bộ đều là khu dân cư cao cấp. An ninh trật tự rất là tốt. Tiếp theo đây là tôi sẽ giới thiệu cho anh chị là ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 thì sẽ có thiết kế giống như ở dưới tầng 3, là chúng ta sẽ có hai phòng và mỗi một phòng là sẽ có một khu nhà vệ sinh riêng. Đấy. Đây là khu bên trong. Đây là khu bên ngoài. Đấy, phòng rất là rộng rãi. Tiếp theo là ở phía bên trên tầng 5 thì tầng 5 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một nhà kho dùng để chứa đồ và đặt máy giặt. Và đây là sân đằng trước, sân rất là rộng, sử dụng là gạch sân vườn 50-50, được lát rất là sạch sẽ. Đây là bên nhà hàng xóm, đấy, sau này chúng ta có thể trồng cây. Đây, và khu xung quanh này anh chị thấy đây, toàn bộ đều là nhà cao tầng, những khu chung cư cao cấp cả. Và đây là phía sân ở đằng sau. Đấy, sân rất là rộng rãi, thoải mái. Tôi vừa giới thiệu cho anh chị là căn nhà liền kề được xây dựng tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, có diện tích là 88 m², nằm ở trong khu vực an sinh cao, dân cư cao, gần trường học, bệnh viện, các trung tâm thương mại, trung tâm y tế. Được chúng tôi xây dựng trên tổng diện tích đất là 88 m², được xây dựng là 5 tầng, với đang được chúng tôi chào bán với giá là 8,9 tỷ. Anh chị em có nhu cầu tham quan nhà hoặc tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc số điện thoại Vina 0888041444. Anh chị em nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về các nhà và các khu vực đang bán khác. Xin chân thành cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của chúng tôi.